À, xin chào các bạn, hôm trước chúng ta đã học bài 22 Một số phụ âm từ giọng O chuyển sang giọng O Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 23 Và trong bài 23 này chúng ta sẽ tiếp tục um, cách biến đổi âm từ giọng O sang giọng O Và chúng ta sẽ có bốn phụ âm từ giọng O chuyển sang giọng O và ở trên khi mà bị biến đổi vậy thì chúng ta sẽ nhìn trên cái cái phụ âm đó sẽ có cái um, dấu hiệu có cái dấu giống như là cánh con cò vậy á tôi thì um, kêu là cánh con cò nhưng trong sách thì nói là tốc cái chữ co à trong đây thì uh, bốn uh, bốn phụ âm này chúng ta sẽ có sa bó sờ xó, xa hó nướng xa o khi chúng ta nhìn nè đây là cánh cò ha là nó sẽ biến thành chữ bo này biến thành chữ chữ bo chữ so thành chữ so chữ ho thành chữ hô và chữ o thành chữ chữ o và ngữ vựng chúng ta sẽ có sabu sa là sabu cái này là cái này là giọng o ha là sa a ha so sa a sa còn đây là o u u ha u, u đó boss u, bù sà bù là sà bông còn cái này là bố ý ý ý bố ý bì yor yó e dè rô dè bì dè có có là giống gì giống o ha do đó sa o sa o có sa o cờ số so u su cần su Hô Hô gì lạ? giống ô hang là có sạ sạ ô ho ô Hô Hô là reo hò và bên đây chúng ta sẽ có to sạ từ ho sú hu từ hu nó cũng giống như tiếng Việt mình mà tiếng Việt mình kêu nặng chút xíu tàu hủ bên đây là tàu hu o o ôm ôm om là bác ha ôm hô là bác hồ tó so su su tò su tò su là phấn đấu ô, -u, u. Ô, r o su u o ro o o O là ồn ào Và cái phần tập đọc này sẽ có Cái này mình đọc lại ha Sabu, bú Sạc bú Càng-xứ Hố Từ Từ hú Ấm Tà-xứ u o a sabu bay đom sabu bay đốm cứ sabu là xà bông bay là số từ đom là cục ha vậy là xà bông ba cục xà bông com ho u o com là đừng Hô là reo hò u o là ồn ào di dịch trần câu này là đừng có hô đừng có reo hò ồn ào á đừng có reo hò ồn ào ha cháu ni chạy cha tờ hư cháu ni là danh từ riêng vậy là cháu đi ché là học rồi nè ché là biết cha tờ hư là cha là xào ha tàu hủ vậy là cháu đi biết xào tàu hủ um chia không to su Vậy là ôm chia, bác chia, không là cố gắng to số là phân đấu vậy là bác chia cố gắng phân đấu ôm xóm tớ pisa xa vậy là bác bác xóm đi dùng bia 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 tiger về yeah, bài bài 23 chúng ta chỉ có vậy thôi là chuyển chuyển đổi một số bốn phụ âm khi các bạn thấy bốn phụ âm mà có uh, cánh cọ ở trên đó thì đọc từ giọng o sang giọng giọng o ha từ giọng o sang giọng o bo cái thành bù so thành so ho thành ho o thành o Vậy là bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở các bài sau. Chúc các bạn học thành công. Xong chúm riêng lia bằng ổn tạo khả nha, nhưng chúc nha bê lạc rồi xong chúm riêng lia xong ổn gần